quay trở lại với toàn thể quý anh chị trên kênh Lê Hiệp Bất Động Sản, chuyên nhà đất thành phố Dĩ An và thành phố Thuận An của tỉnh Bình Dương. Và trong video hôm nay em xin giới thiệu tới cho nhà mình một lô đất, một lô đất có vị trí ngay tại trục đường là đường K của trung tâm hành chính Dĩ An tỉnh Bình Dương nha quý anh chị. Thì chia sẻ với quý anh chị lô đất này. Lô đất này hiện tại có tổng diện tích là 106m², ngang 5, dài 21,6 nha quý anh chị. Sổ hồng riêng chính chủ và là có hướng là hướng đông nam, rất phù hợp với quý anh chị có cung mệnh đông tứ trạch. Thì hiện tại lô này là sổ hồng riêng chính chủ và đang được rao bán với mức giá là 6.900.000.000, có thương lượng, có hỗ trợ vay ngân hàng. Thì nếu đợt này nhà mình đang có dự định tìm kiếm đất ở trung tâm hành chính Dĩ An thì rất mong được quý anh chị ủng hộ và liên hệ em theo số điện thoại 0974313794 để em hỗ trợ thêm đầy đủ thông tin liên quan đến lô đất này. Dạ vâng, em xin cảm ơn.